tin để tìm lại mối duyên cầm. Trước là thiên binh, này là giỏi tiên cầm, nhưng mà chốn thiên linh không dành cho lối duyên ngầm. Đèn là lương y chữa lành bệnh tương tư, ta mất cả lương chi khi gần ngàn nó nương tử. Cũng chẳng giấu gì ta đã viết cả tâm thư, kể về một người con gái cho thành một câu chuyện bất tử. Bất lấy giang sơn và ta quý như họa, ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa. Cũng thấy nhói tim này không phải cái châm lạ, tự phát sáng người xa lại tự giúp ta bỏ cả tâm tà. Tại sao ngập ngừng trước dòng lệ giai nhân, ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn. Ngàn vận động binh ta cũng là giai tân, kết đội sinh ra hại